để các bác các anh em nhé. Hôm nay em sẽ làm một cái video test thực tế cho các bác về cái đôi guốc trèo cây hai đinh. Đây là loại mẫu mới bằng inox các bác nhé. Đấy, cái này thì bằng inox rất chi là bền, đẹp chắc chắn nhé. Chân thì là khỏe khoắn theo thời gian. Đấy, hôm nay em có nhờ một bác ông anh em, ông này có biệt danh là có đôi tay vàng trong làng bát ong, chuyên đi bát ong các nơi các bác. Đấy, từ những cây to đến cây bé. Đây, các bác quan sát. Đây là những cách đeo guốc các bác nhé. Đấy, bác nào chưa biết các bác cố gắng xem hết video nhé. Đấy, rất chi là chắc chắn nhé. Đấy, các bác nhìn là quan sát hết video cho em nhé. Bác nào có thì mình có thể xem cho vui, chưa có cố gắng quan sát hết kỹ video. Đây là một cái video rất chi là chân thực và thực tế các bác. Đấy, đây, các bác xem anh người mẫu bên em đang đeo giày nhé. Cái công đoạn này là rất quan trọng các bác. Đấy, thì các bác nào mà chưa có guốc thì các bác có thể gọi điện đến 2-3 đầu số của shop ở bên dưới tiêu đề để đặt về cho mình một đôi guốc để chuẩn bị đi chinh chiến mùa ong sắp tới các bác nhé. Bây giờ thì ong khoái, ong mật, ong rừng các bác bắt khá là nhiều rồi. Sắp tới thì lại chuẩn bị đến mùa ong rừng. Đấy, các bác ngoài các bác đi bắt ong thì các bác hái hoa phong lan nhé. Hoặc các bác đi trèo cây hái quả, mình có cái bộ này thì rất chi là tiện nhé. Đấy, đây là cái mẫu mới 2022 các bác nhé. Chân trèo bằng inox đấy. Chân trèo inox, cái đinh thì là bằng thép đúc, rất chi là khỏe. Cái thép đúc này thì đã được bên em tôi đi tôi loại trên dưới 1000 độ á, thì đảm bảo cho các bác là nó bền bỉ theo thời gian, nó không bị mòn là cái nhất. Cái thứ hai, lúc nào nó cũng rất chi là sắc bén đấy. Chân trèo inox thì các bác đánh giá cao về cái độ ổn định các bác nhé. Đấy, cái loại này là mẫu mới anh em dùng rất chi là nhiều. Đấy, các bác nhìn đeo khóa rất chi là chắc chắn nhé. Đao bền, đao đẹp cho các bác, giá thì rất chi là hợp lý vào thời điểm này các bác nhé. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua thì cố gắng xem hết video, em sẽ báo giá ở phần cuối nhé, để cho các bác tham khảo tiền nào của đấy, giá cả đi đôi với chất lượng rồi các bác. Đấy. Đấy, đây là một cái khâu chuẩn bị rất chi là quan trọng các bác nhé. Các bác nhớ thắt dây đai thật chắc chắn cho em rồi các bác trèo. Cái này các bác không thể làm qua loa được nhé. Đấy, các bác nhìn này, đi rất chi là đẹp nhé. Đây, các bác quan sát kỹ nhé. Đấy, trèo rất chi là khỏe khoắn đẹp, dễ nhé, dễ như ăn cơm các bác. Đấy, đấy, các bác nhìn chuẩn chỉ chưa. Cái này các bác nào mà mới trèo thì các bác lấy cái loại hai đinh, trèo nó rất chi là dễ nhé. Cái này các bác đi vào rừng bắt ong hái hoa phong lan rất chi là hiệu quả. Đấy, các bác nhìn xem. Rồi, ok. Đây, các bác quan sát kỹ đôi chân trèo nhé. Đấy, rất chi là sắc bén chắc chắn nhé. Đấy, thì một cái video rất chi là ngắn thôi, em giới thiệu cho các bác chi tiết về cái loại mẫu chân trèo đây. Cái mẫu này thì hiện tại đang được bên em bán với giá hơn 400, gần 500 nhé. Đấy, khá là chắc đúng không? Đây là mẫu mới các bác nhé. Đây, cái đinh này là bên em thiết kế là bằng thép nguyên khối, cắt ra xong dàn vào đây các bác. Đấy, các bác quan sát nhé. Đấy, rồi em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Cảm ơn các bác đã xem video.